Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là phần loa ngoài của điện thoại Honor 8. Loa trong của Honor 8 được đặt ở phía đỉnh máy như này. Khi quý vị và bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần loa trong, loa ngoài của điện thoại Honor 8, lỗi hỏng, nghe nhỏ, nghe rè, nghe chập chờn lúc được cũng không, cần một địa chỉ thay mới loa trong, loa ngoài của Huawei Honor 8, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099 di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ thay mới loa trong, loa ngoài của điện thoại Huawei Honor 8 hàng đầu Việt Nam, luôn có sẵn chờ thay mới vì các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới loa trong, loa ngoài của điện thoại Honor 8 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn.